Vài năm trở lại đây, đông đảo bạn trẻ, đặc biệt là phái nữ say mê đọc những cuốn truyện ngôn tình của Trung Quốc. Những tác phẩm nổi bật được truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt và dường như truyện ngôn tình Trung Quốc đang xâm chiếm văn hóa đọc của giới trẻ ngày nay. Những cái tên như Diệp Tử, Mộc Phù Sinh, Cố Mạn, Diệp Lạc Vô Tâm đã không còn xa lạ với đông đảo bạn đọc trẻ tại Việt Nam. Đó là các tác giả Trung Quốc gắn liền với những quyển truyện ngôn tình với những tên gọi khá sến sẩm như Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu, Giá Lại Có Một Người Như Em. Tại một ngày hội sách diễn ra gần đây, góc truyện ngôn tình Trung Quốc chiếm số lượng lớn độc giả đến tìm mua. Có rất nhiều lý do để các bạn trẻ đưa ra khi đọc truyện ngôn tình Trung Quốc. Chuyện ngôn tình em nghĩ là nó đánh vào tâm lý giới trẻ, nhất là con gái ấy, thì thích chuyện lâm ly bi đát với cảm động một tí. Thường thì chuyện ngôn tình thì nó lãng mạn đi ạ. Với cả cốt truyện thì nó cũng khá là nhẹ nhàng. Thực ra thì đọc xong thì có thể là mình cũng bị ảnh hưởng nhiều ấy ạ. Để thỏa mãn nhu cầu của bạn đọc, nhiều nhà sách cũng bắt đầu phát hành sách truyện ngôn tình Trung Quốc với số lượng lớn tăng dần. Truyện thường có những hình mẫu nhân vật quá hoàn hảo và không sát với thực tế, khiến cho nhiều bạn trẻ đọc truyện thật nhưng lại mang khát khao giả bên ngoài cuộc sống. Đây là những yếu điểm của truyện ngôn tình Trung Quốc khi thêu dệt cuộc sống màu hồng, khiến giới trẻ ngày nay dễ đi vào một thế giới ảo. Sách cũng như là thời trang thì nó cũng có nhiều những cái trào lưu, nó cũng cứ thay đổi. Thế thì có thể năm nay là trào lưu đọc sách ngôn tình của Trung Quốc, sang năm lại của Pháp hay là của Mỹ vân vân. Thì nó những cái trào lưu thì nó có thể sống rồi nó phát triển rồi nó cũng sẽ chết đi, giống như cái cây vậy thôi. Những ảnh hưởng của truyện ngôn tình Trung Quốc trước mắt chưa có những hệ lụy đáng tiếc xảy ra. Tuy nhiên hiện nay, bên cạnh ngôn tình, dòng văn học mạng khởi nguồn từ Trung Quốc còn có một số loại sách đang xâm chiếm văn hóa đọc chỉ sau truyện ngôn tình như truyện đam mỹ, truyện tình yêu giữa nam và nam, truyện cấm luyến, truyện tình yêu giữa anh chị em trong gia đình, dễ gây những suy nghĩ lệch lạc với người đọc, đặc biệt là các bạn trẻ.